BBT là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành gym và thực phẩm bổ sung, có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị hiện đại lớn nhất và phát triển năng động nhất Việt Nam. Với sự bứt phá thần kỳ sau 8 năm thành lập, BBT đã sở hữu 4 tòa building hoành tráng tọa lạc đủ 4 hướng Đông Tây, Nam Bắc của thành phố 13 triệu dân đang sinh sống và làm việc. Tổng diện tích văn phòng và kho bãi của BBT lên đến hơn 10.000 m2, tương đương 107.000 square feet, đủ sức cung ứng hàng hóa một cách nhanh chóng và đầy đủ cho thị trường 96 triệu dân Việt Nam. BBT sở hữu một chuỗi gym center cao cấp mang thương hiệu THOL với hàng ngàn hội viên tập luyện mỗi ngày. Duy Nguyễn, người sáng lập công ty BBT, là idol của nhiều lĩnh vực từ gym cho đến xã hội. Sở hữu một tài khoản Facebook với hàng trăm ngàn lượt follow, kênh YouTube thể hình online hơn 500.000 lượt theo dõi và sẽ tiến đến mục tiêu 1 triệu fan hâm mộ trong thời gian gần. Với những thế mạnh đó, BBT tự tin trong việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và phổ quát nhất. BBT là doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam tự hào có mạng lưới phân phối phủ kín toàn quốc với chất lượng phục vụ khách hàng đẳng cấp và chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi xây dựng và kiểm soát hệ thống đại lý khắp mọi tỉnh thành của Việt Nam, bất cứ nơi đâu phong trào thể hình đã phát triển, đang phát triển và sẽ phát triển. Hiện tại, với hơn 50 nhà phân phối toàn quốc, chúng tôi tin rằng BBT có thể phát triển bất cứ thương hiệu sản phẩm thể hình nào trên thế giới, miễn là sản phẩm hay dịch vụ đó phù hợp với triết lý chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi. Và chắc chắn rằng hệ thống đại lý của chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian gần. Tính đến năm 2020, sau khi trải qua 8 năm thăng trầm kể từ lúc thành lập, BBT đã vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình với hàng loạt danh hiệu cao quý đạt được trong nước lẫn nước ngoài, như giải thương hiệu vàng, top 2-3 năm liên tiếp là nhà phân phối quốc tế Lazada. We are happy to be partnered with Dui and BBT Trading and Fold. Top 1 Asia. Và nhiều giải thưởng danh giá khác. Hiện tại, BBT phát triển chiến lược độc quyền 5 hãng thực phẩm bổ sung lớn từ Mỹ, bao gồm Lazada, RSP, Nutrec, Evoken, và San Nutrition. Để mở rộng hơn nữa, BBT sẽ phân phối độc quyền ít nhất 3 thương hiệu lớn tiếp theo trong năm và sẽ sớm sở hữu một thương hiệu đẳng cấp của riêng mình, thương hiệu súp THOL. Cái này là Myoprotein Isolate, một cái thành phần rất là quan trọng trong Muscle Mass Gainer và trong Lean Body. Với chiến lược rõ ràng và phát triển nghiêm túc, thực tiễn mà BBT đã đạt doanh thu tăng đều qua mỗi năm, tự hào giải quyết tốt lao động địa phương và đóng góp lớn cho việc phát triển chung của Việt Nam, giúp cho bao thế hệ xã hội có nhận thức đúng đắn hơn về gym và sức khỏe. Học của bạn thì em khuyên bạn đừng có nên tập nặng vội. Tập nặng nó có một cái rủi ro, đầu bạn là chấn thương. Chúng ta phải xác định được cái nhịp tim của mình nó là bao nhiêu. BBT tạo dựng nhiều xu hướng lối sống hiện đại đáng phải kể đến như gym phục vụ cuộc sống, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp mà giờ đây như kim chỉ nam cho nhiều thanh niên noi theo và học tập. BBT cung ứng đầy đủ tất cả những sản phẩm và dịch vụ liên quan đến gym tại Việt Nam,
như khai thác hệ thống Gym Center. BBT còn nhập khẩu và phân phối độc quyền thực phẩm bổ sung. Các loại thực phẩm bổ sung BBT phân phối bao gồm whey protein powder, Mascana, Reworkout, BCAA, Amino, EAA, Fast Burner và nhiều nhánh thực phẩm bổ sung vì sức khỏe khác. Trang thiết bị phụ kiện thể thao như đai lưng, bao tay, quần áo tập gym nam nữ cao cấp, không dừng lại ở đó, BBT còn nhập khẩu và phân phối độc quyền thiết bị phòng gym cao cấp Hoa Kỳ với độ thiết kế tinh xảo và chất lượng vượt trội nhất. Xét về hợp tác quốc tế, phần lớn đối tác của BBT là Hoa Kỳ, châu Âu và một phần nhỏ đến từ Trung Đông và Trung Quốc. Chúng tôi chỉ hợp tác với những đối tác lớn có những sản phẩm và dịch vụ uy tín, chất lượng tốt nhất để có thể đồng hành và phát triển cùng BBT. Lavada, RSP, Rutech, Evoken và San Nutrition. Chúng tôi cũng mạnh dạn loại bỏ những đối tác không còn phù hợp để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngày một tốt hơn. Với một dịch vụ cao cấp nhất, đẳng cấp nhất và chân thật nhất. Với 4 tòa building văn phòng rộng lớn nằm ở khu vực đắc địa, Á Ngữ, những trục giao thông huyết mạch trong thành phố. Với chế độ đãi ngộ lao động cao đã thu hút hơn 200 lao động, phân bố đều các bộ phận quan trọng, trong đó phải kể đến phòng ý tưởng marketing, phòng thiết kế, phòng sale bán hàng, phòng chăm sóc khách hàng. Và đặc biệt phải kể đến phòng logistics đã xử lý và vận chuyển một lượng hàng hóa khổng lồ đến tận tay khách hàng khắp Việt Nam. Với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ và khát khao cống hiến cho công việc của mình, BBT sẽ luôn đeo đuổi tham vọng ngày càng phát triển lớn mạnh mọi lĩnh vực công ty đầu tư. Xứng đáng với vị trí ngôi vương lĩnh vực gym và thực phẩm bổ sung Việt Nam như một tham vọng chữ nhất đời gym của giám đốc Duy Nguyễn từ ngày BBT mới được thành lập vào ngày 19 tháng 1 năm 2012. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam.
BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.